Kiến hả? Kiến để dùm cái điện thoại sau qua cái kệ của bay luôn vậy. Dạ rồi chị, cho em ngồi đó đi chị. Dạ. Kiến khi mà sáng chạy ầu quá, Kiến phải Kiến đóng giùm cái cửa lại nhà bên ngay. Chuột gì vậy? Này cái tán hơi rung đúng không? Kiến lấy dạy ra kéo anh trước lại đi Kiến. Sáng ầu kinh. Chùi nó mờ hả? Không chùi thôi chứ À em của em 100 bác. Chờ sẽ bán nó vô.
Cửa thẳng cái kia sáng như thế này. Không. Thế thế thì nó cũng cho thêm đèn. Kiến cho thêm đèn của thực được không chứ? Đèn cai chứ không đèn chi chứ. Chị cái video qua bên máy này rồi. À Hiền, em vô trong cái thọ mà thọ thứ nhì của chị Bêu á. Á thọ ở trong phòng á. Lái tiền trong đó giùm Bêu á. Thọ trong phòng mà hai cái thọ nhựa màu xanh đó kìa, cái thọ mà kéo ra được á. Cái một ngôi mà ít nữa thì ngoài cái này, ngoài cái này cũng được, ngoài chùa nhiều thì ngoài cái kia ấy á, là đúng đó là Bêu túi như bên làm TikTok đi để sáng mai họ cầm đi luôn, hiểu không? Mày thấy ta nạn ngụm mà ta nỡ không ta à? Để túi như cô thì thế là Bêu gỡ hết cái dây qua nó đi. Ừ. Em mẹ họ cầm máy xuống như đó họ bảo hành. Ừ.